Thank you. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Glam V. Thật ra cách đây vài hôm khi mà Gia đang ngồi nghĩ content cho video mới thì mình chợt nhận ra là dạo gần đây những cái son mà mình hay dùng á thì toàn là thuộc những hãng son từ châu Á thôi, với giá cực kỳ mềm lại cực kỳ dễ mua. Thế nên mình đã quyết định tổng hợp nội dung để quay một cái video top 5 những cái son tốt nhất mà mình từng dùng dưới tầm giá 250.000. Son tốt nè, màu lên đẹp, với bộ sưu tập màu nhiều lựa chọn nữa thì mình nghĩ 5 thỏi son này cực kỳ xứng đáng để dự lễ trao giải và nhận bằng khen vinh danh ngày hôm nay. Bắt đầu với cái son đầu tiên thì đây là Ophelia Flossom Glowy Lip. Dòng Flossom là dòng vừa mới ra mắt của Ophelia luôn, kết hợp với Roto Miracle Apple. Và màu mình đang cầm trên tay là màu I Got You. Màu này là một màu thuộc bộ Nude Set của Flossom, và theo hãng miêu tả thì đây là một màu nude mật ong. Đây là lần đầu tiên mà mình tìm được một cái thỏi son đúng với cái định nghĩa MLBB, My Lips But Better, trong đầu của mình, làm tô màu môi tự nhiên và không có làm đổ màu môi của mình quá nhiều. Son này thì có độ bóng nhẹ và khi lên môi thì nó cho ra đúng với cái cảm giác của một thỏi son dưỡng có màu. Và vì son có độ dưỡng nhiều cho nên chắc chắn là độ bền ở trên môi sẽ không cao. Mình hay cho cái cây son này vào trong túi của mình á, mỗi khi mà mình có việc vội cần phải ra khỏi nhà gấp mà chưa có kịp trang điểm gì nhiều. Thì khi đánh cái màu này lên thì giúp cho môi mọng ngay lập tức và nhìn tươi hơn, khuôn mặt nhìn cũng trẻ trung hơn nữa. Và thật ra mình cũng không có ngại apply em này lại nhiều lần trong ngày, bởi vì suy ra cho cùng nó cũng chỉ là son dưỡng, rất là dễ dùng, với lại màu cũng rất là xinh nữa. Hãng này thì lại không có bán cây này riêng, không có bán lẻ nó, mà nó lại đi kèm với một cái màu khác trong bộ nude set, hình như mình nhớ là màu nude cam đất thì phải. Nhưng khi chia ra thì màu này cũng chỉ có 180.000 thôi, cho nên mình thấy cũng rất là hợp lý. Tiếp theo là một hãng son đến từ Philippines, Sunny Space. Hãng này thì rất là nổi tiếng với dòng son thỏi Fluff Matte của họ. Nhưng trong một lần mua hàng thì Giao đã chọn thử dòng son kem lì, Lip Dip, và màu này là màu Posh. Đây là một màu hồng đất rất là tôn da, nhìn rất là giống cái màu ở trên thân son như thế này. Nó có pha thêm một chút nâu nữa cho nên nhìn chung rất là giống màu của cánh hồng khô. Khi mà mình đánh một lớp á, thì nhìn rất là tự nhiên, giống như màu MLBB vậy á. Khi mà mình đánh chồng 2-3 lớp lên thì màu nó sẽ trầm lại và nhìn cá tính hơn hẳn. Chất son khá mềm và hơi trượt cho nên thường thói quen của mình là mình sẽ đánh một chút vào phần lòng môi và sẽ dùng ngón tay lan ra cho màu nhìn tự nhiên hơn. Cái thân son của cái cây này á thì nhìn rất là gọn, nhìn kiểu nhỏ nhắn xinh xắn như thế này. Và cái cọ của nó là có đầu vạt xéo một chút xíu, cho nên là cái phần apply son lên nhìn cũng khá là dễ dàng. Thói quen khi đánh son của mình á là mình sẽ trả lại hết những cái phần son vừa lấy lại vào thỏi như thế này, và mình chỉ dùng những cái gì còn lại ở trên cái cây cọ này để đánh vào phần lòng môi và sau đó dùng ngón tay để lan ra. Cây son này thì mình mua ở một shop quen trên Shopee với giá là 250 thôi. Hey for me, 'cause I don't wanna be someone loving, loving, looking dumb, but you don't care. Nãy giờ Giao nói hai màu MLBB rồi, cho nên bây giờ mình sẽ move qua một màu đậm đà hơn nha. Và đây là Innisfree Vivid Cotton Ink màu số 5, Burgundy Tulip. Dòng son Vivid Cotton Ink của Innisfree không phải là một dòng son mới, nhưng mà để nói về cái màu số 5 Burgundy Tulip này thì đây là cây thứ hai mà mình mua rồi. Vì với cái thói quen dùng son mỗi lần lấy có chút xíu à, để mà finish hết một thỏi thì rất là khó. Mà mấy bạn biết là mình mua lại cây số 2 thì biết là tần suất mà mình dùng cái cây này rất là nhiều rồi đó. Và màu số 5 này là một màu hồng tím rất
là tôn da và làm răng trắng hơn rất là nhiều lần. Chất son của em này rất là mềm và rất là dễ tán. Nhất là màu số 5 này á, khi lên môi thì màu rất là đậm, cho nên là mỗi lần lấy son mình phải để ý là không có lấy son quá nhiều. Và vì nó mềm và nó không có khô lại nhanh ở trên môi, cho nên là nó cũng dễ dây vào răng, cho nên mọi người mỗi lần thoa phải chú ý nha. Còn lại thì cảm giác ở trên môi rất là êm và nhất là không làm lộ rãnh môi, cho nên mình cực kỳ ưng luôn. Son này đang bán chính hãng với giá là 220 trên trang web của Innisfree, hoặc các bạn cũng thể ra cửa hàng Innisfree để thử màu cũng được, rẻ mà chất thực sự. Và cái son rẻ nhất trong danh sách ngày hôm nay chỉ có giá là 110.000 thôi và mình mua ở Guardian thì phải. Thì đây là Silky Girl OMG Powder Matte màu số 04 với tên là Maroon. Mặc dù hãng miêu tả đây là một màu đỏ đất, nhưng đối với dao thì khi lên môi á, thì nó sẽ nghiêng về tông đỏ rượu nhiều hơn, không biết tại sao như vậy nữa. Và cái cây son thỏi cho ra finish lì này lên môi rất là nhẹ, đúng với cái tên gọi là powder matte, là môi như được phủ phấn vậy á. Cái mình thích hơn nữa là mặc dù cho ra finish lì nhưng nó lại không làm lộ rãnh môi và độ bền màu khá là ổn nữa, từ 2 đến 3 tiếng nếu mà mình không ăn uống gì. Và sau khi mà son trôi thì sẽ không để lại chút tint nào hết. Nếu mà bạn thoa lại thì không nói gì, nhưng mà nếu mà trong ngày bạn đổi mood hoặc là muốn đổi qua màu son khác thì sẽ rất là tiện vì nó sẽ không ảnh hưởng màu son tiếp theo. Lúc trước thì mình chưa có nghe gì nhiều về hãng Silky Girl hết, nhưng mà vô tình thử được dòng son này thì mình lại càng tin ngành mỹ phẩm bây giờ á, không cần phải quá đắt tiền thì mới tìm được sản phẩm tốt. Giá phải chăng thôi, nhưng mà các hãng cũng đua nhau làm ra được những cái sản phẩm lên màu đẹp nè, chất son lại rất là ổn nữa đó. I don't like staying up and talking about your family till we fall asleep. Thoại son cuối cùng trong top 5 ngày hôm nay lại là từ một hãng mỹ phẩm rất là quen mặt, Black Rouge. Đây là Velvet Tint version 2, màu A12 Dash Brown. Son Black Rouge thì cũng đã rất là nổi tiếng rồi, và dòng Velvet Tint này là dòng đưa tên tuổi của Black Rouge lên rất là nhanh. Mình từng có một cái video swatch son Black Rouge từ hồi hãng vừa mới về Việt Nam luôn á, và lúc đó là version 1 mình cũng đã tìm được cái màu yêu thích của mình là màu A12 Dash Brown này, là dòng nắp tím. Màu A12 này nhìn chung thật sự khó để miêu tả, bởi vì á, nó cũng có một chút đỏ, nó cũng có một chút gạch, nó cháy cũng có, mà có chút nâu cũng có nữa. Và cái màu này nó sẽ thay đổi ít nhiều tùy vào cái nền môi của mỗi người nha. Riêng mình thì mình thấy là màu này rất là tôn da và làm răng trắng lên cũng kha khá đó. Son cho có cái cảm giác là có độ dưỡng nhiều nên không có bị khô môi ở trong ngày, và cái độ bền thì cũng ok, từ 3 đến 4 tiếng, và khi trôi thì nó sẽ để lại một cái lớp tint nhẹ nhưng mà hơi loang lỗ nha, nên là mỗi lần mà Dao cảm thấy là nó có dấu hiệu trôi thì Dao sẽ bắt đầu thoa lại ngay. Có một điểm lưu ý duy nhất về cái dòng son này á, đó là thiết kế của cái cây son á, nó dễ làm tràn son ra ngoài như thế này nè, cho nên là mọi người cũng để ý mỗi lần mà bỏ cây son này vào trong túi á, thì phải check trước xem là nó có dễ bị dây ra ngoài những cái vật dụng trong túi của mình hay không nha. Cây này thì lần trước mình mua ở trên Shopee cũng với giá là 190-200 ngàn gì đó à mọi người. Và đây là 5 thỏi son mà Dao đánh giá là tốt nhất trong tầm giá 250.000 đổ lại. Và 5 cây này thì hầu hết là đều phù hợp với nhiều tông da khác nhau. Duy chỉ với bản Innisfree số 5 Burgundy Tulip này thì mấy bạn nên cân nhắc một chút, bởi vì nó hơi hồng hơn những cây còn lại. Ngoài ra, Dao đánh giá rất cao việc làm tôn da và làm trắng răng của cả 5 cây này. Và Dao mong là qua video ngày hôm nay thì các bạn cũng đã tham khảo và cũng cân nhắc được cho mình là mình nên mua màu son nào phù hợp với sở thích cũng như là túi tiền của mình nha. Dao mong là các bạn thích video ngày hôm nay. Nếu thích thì đừng quên like, share và subscribe cho channel của Glam V. Dao hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Bye bye.